Ô là trời, cái kẹo gì mà mắc như vàng vậy? Nhớ cách đây một năm tôi múc kem này có 80 cành thôi. Từ lúc nghe nói em nó ngưng sản xuất là mấy shop toàn bán 300-600. Nghe mấy đứa bạn tôi đồn kẹo này là bản đúc của kẹo mộ đom đóm nè. Tuy là không có giống trong phim nhưng mà cũng là kẹo trái cây để trong hộp khiết nha. Một hộp 200 gram, cái viên kẹo vừa to vừa nhiều, tôi thấy là còn nhiều hơn cái hộp kẹo đom đóm hồi trước tôi ăn mà đó. Tôi khoái nhất cái là giá hạt rẻ hơn rất là nhiều luôn, muốn ăn thì cũng không có ráng. Được chọn nhiều vị trái cây nữa chứ. Hai cái hộp này tôi múc sa le có 100 cành thôi đó mấy bà.